Chào quý vị và các bạn đến với bản tin buổi 18 giờ thứ tư ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ninh Thuận nỗ lực cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho người dân. Ninh Thuận phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Quảng Trị, cây dông riềng giúp người dân vùng cao nâng cao thu nhập. Quảng Ngãi, hiệu quả trồng hoa trong nhà kính và một số thông tin đáng chú ý khác. Bây giờ là nội dung chi tiết. Cục Đường bộ Việt Nam vừa công bố tổng đài đường dây nóng 1900 599 870 nhằm giải đáp những thắc mắc của người dân về lĩnh vực vận tải, cấp đổi giấy phép lái xe hay bảo trì đường bộ. Theo đó, tổ chức doanh nghiệp người dân có ý kiến góp ý cần giải đáp thắc mắc đối với các vấn đề chuyên ngành giao thông vận tải đường bộ, liên hệ số điện thoại 1900 599 870 theo các số máy lẻ tương ứng với lĩnh vực đang quan tâm. Cụ thể, người gọi bấm số 1 được giải đáp về an toàn giao thông, phòng chống thiên tai và kiểm soát tải trọng xe. Bấm số 2 giải đáp hoạt động vận tải, cấp độ giấy phép lái xe. Bấm số 3 giải đáp quản lý bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố, khu vực Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng. Bấm số 4 giải đáp quản lý bảo trì đường bộ các tỉnh, khu vực Bắc Trung Bộ. Bấm số 5 giải đáp quản lý bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Bấm số 6 giải đáp quản lý bảo trì đường bộ các tỉnh, thành phố, khu vực Nam Bộ. Để tạo thói quen thanh toán không dùng tiền mặt, đồng thời minh bạch hóa trong các giao dịch thanh toán và góp phần đẩy mạnh kinh tế số, các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức triển khai thực hiện, tập trung mở rộng mạng lưới cung ứng dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng các sản phẩm dịch vụ, phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử, qua đó gia tăng tiện ích, giảm thủ tục và chi phí giao dịch, giúp người dân tiếp cận các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt. Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận đã triển khai kết nối thanh toán với các trường hợp bệnh viện, công ty điện, công ty cấp thoát nước, công ty vệ sinh môi trường, các công ty viễn thông, bưu chính để thu học phí, viện phí, tiền điện. Bằng phương pháp thanh toán không dùng tiền mặt, ưu tiên thanh toán trên thiết bị di động, thanh toán qua thiết bị chấp nhận thẻ. Đến nay, tỷ lệ người dân có tài khoản thanh toán điện tử là 38,1%, tỷ lệ người dân sử dụng các dịch vụ tài chính ngân hàng điện tử là 24,8%. Tỷ lệ thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đạt trên 90%, phát triển 17.095 tài khoản thanh toán trong đoàn viên thanh niên đạt 85,5% so với chỉ tiêu đề ra. Thời gian tới, tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục hoàn thiện cơ chế pháp lý, chính sách liên quan đến thanh toán không dùng tiền mặt, tăng cường thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt là trong các trường học, cơ sở giáo dục và các bệnh viện cơ sở y tế, nâng cấp hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ cho chuyển đổi số và thanh toán số, mở rộng kênh thanh toán không dùng tiền mặt trên thiết bị di động ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Nhằm đảm bảo việc khai thác sử dụng các dịch vụ công của tỉnh, hỗ trợ tiện ích cho công dân, tổ chức và doanh nghiệp có thể theo dõi hồ sơ nộp qua cổng dịch vụ công, đảm bảo an toàn thông tin, nhanh chóng, hiệu quả. Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Thuận đang triển khai việc xác thực mã OTP khi đăng nhập hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh. Theo đó, từ ngày 16 đến ngày 23 tháng 12 năm 2022, các cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp, cơ quan có tài khoản trên cổng dịch vụ tỉnh kịp thời cập nhật bổ sung số điện thoại di động chính chủ để nhận mã xác thực OTP khi đăng nhập tham gia khai thác dịch vụ công tỉnh tại địa chỉ https://dịchvucong.ninhthuan.gov.vn. Sau thời gian trên, trong trường hợp công dân, tổ chức và doanh nghiệp chưa cập nhật số điện thoại di động trong tài khoản đã đăng ký sử dụng hệ thống cổng dịch vụ công của tỉnh, liên hệ với số điện thoại 1022 để được hỗ trợ cập nhật. Thời gian chính thức sử dụng chức năng xác thực mã OTP khi đăng nhập cổng dịch vụ công của tỉnh bắt đầu từ ngày 24 tháng 12 năm 2022. Cũng liên quan đến công tác chuyển đổi số, kể từ ngày 20 tháng 10 năm 2022, tài khoản định danh điện tử mức độ 2 có giá trị tương đương như việc sử dụng thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch có yêu cầu xuất trình thẻ căn cước, nhằm giúp người dân thuận lợi trong thực hiện các dịch vụ công, thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Lực lượng Công an Ninh Thuận đang triển khai đợt cao điểm cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 2 cho công dân đủ điều kiện. Tuy nhiên, đến nay tiến độ cấp tài khoản định danh điện tử mức độ 2 trên địa bàn tỉnh còn chậm so với kế hoạch đề ra. Mỗi ngày tại địa điểm cấp căn cước công dân lưu động ở các xã Nhân Hải, cán bộ chiến sĩ công an huyện Ninh Hải tiếp nhận giải quyết 80 hồ sơ của người dân.
Việc triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân được lực lượng công an thực hiện song song với việc cấp đổi, cấp lại căn cước công dân gắn chip. Khi công dân tới làm căn cước công dân sẽ được cán bộ chiến sĩ công an huyện hướng dẫn đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2, tích hợp nhiều loại giấy tờ cá nhân như giấy phép lái xe, đăng ký xe, tài khoản, ngân hàng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. Lên thì cũng đăng ký rất là nhanh, gọn, trong vòng có 5 đến 10 phút cũng đã xong rồi. Thì sau này thì bản thân sẽ đi khám bệnh thì cũng rất là tiện lợi, cầm theo cái căn cước công dân thì lên là khám bệnh luôn, không có cần mà cầm theo cái thẻ bảo hiểm, rất là tiện ích. Công an xã đã có cái văn bản tham mưu cho ủy ban chỉ đạo các ban ngành đoàn thể, đặc biệt là các cán bộ đảng viên, công chức và các em học sinh tại các trường thì đến công an xã đăng ký làm căn cước công dân và đăng ký định danh điện tử mức 1, mức 2. Tuyên truyền rộng rãi đến quần chúng nhân dân, tích cực đăng ký định danh điện tử mức 2. Tại trụ sở tiếp công dân công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm, việc cấp căn cước công dân và tài khoản định danh điện tử mức độ 1 và 2 cũng đang được đẩy mạnh. Trong tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày lễ thứ Bảy, Chủ nhật đều có cán bộ trực giải quyết thủ tục cho người dân. Định danh điện tử mức 2 này thì có rất nhiều thuận lợi cho bản thân em và em thấy thuận lợi như đi mình đi đến các cơ quan ở các những nơi như những nơi để khám chữa bệnh này thì rất là thuận lợi, mình không cần phải nhiều giấy tờ thủ tục. Để việc đăng ký tài khoản định danh điện tử nhận được sự đồng tình ủng hộ tích cực hưởng ứng của người dân, Công an thành phố Phan Rang Tháp Chàm đã phối hợp các đơn vị địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và qua mạng xã hội Zalo, Facebook về nội dung, quy trình, những lợi ích của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử. Đồng thời chuẩn bị đầy đủ các điều kiện thuận lợi nhất để người dân đăng ký tài khoản định danh điện tử dễ dàng thuận tiện. Tuy nhiên, đến nay, Công an thành phố mới triển khai cấp được 16.000 tài khoản định danh điện tử mức 2 trên tổng số hơn 166.000 công dân đủ điều kiện, chậm so với kế hoạch đề ra. Đây cũng là thực tế diễn ra tại các địa phương khác trên địa bàn tỉnh. Tính đến ngày 17 tháng 12, toàn tỉnh thu nhận 46.014 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 62,8%. Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin của một bộ phận người dân thì cũng còn hạn chế. Người dân vẫn còn giữ cái thói quen là thực hiện các giao dịch bằng phương pháp thủ công và trực tiếp. Mặc dù có những khó khăn như vậy nhưng mà trong thời gian qua thì chúng tôi cũng bằng nhiều biện pháp cũng đã triển khai quyết liệt cái công tác cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân trên địa bàn. Ví dụ như là triển khai tất cả các ngày, thu nhận vào tất cả các ngày trong tuần, không kể ngày lễ và ngày Tết. Có thời gian thì chúng tôi triển khai việc thu nhận hồ sơ định danh điện tử vào ban đêm cho người dân nữa. Và chúng tôi bố trí là hai tổ cấp tài khoản định danh điện tử cho người dân, là một tổ cố định và một tổ lưu động. Tài khoản định danh điện tử là giải pháp giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí, thủ tục khi thực hiện các giao dịch hành chính công vì không phải kê khai nhiều loại biểu mẫu trên nhiều loại giấy tờ. Bên cạnh nỗ lực của lực lượng công an, rất cần sự ủng hộ và tự giác của người dân trong việc đăng ký tài khoản định danh điện tử. Có như vậy mới góp phần xây dựng thành công chính phủ điện tử, nền hành chính số và xã hội số. Bản tin tiếp tục với những tin tức đáng chú ý khác. Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Ủy ban Nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành quyết định số 705 phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, phấn đấu xây dựng hai huyện Ninh Sơn, Thuận Nam đạt chuẩn huyện nông thôn mới, phấn đấu xây dựng huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, huyện Ninh Phước cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Cấp xã phấn đấu có ít nhất 38 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, không còn xã dưới 15 tiêu chí. Cấp thôn phấn đấu có 85% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 60% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Định hướng đến năm 2030, phấn đấu có ít nhất 5 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có ít nhất 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, có ít nhất 45 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Trong đó, ít nhất có 20 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 8 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Có 95% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 15% số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu và
và 65% số thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, xã bãi ngang ven biển được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Thưa quý vị và các bạn, tận dụng lợi thế đất ven sông, đất đồi, nhiều năm nay bà con miền núi xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã phát triển diện tích cây dông riềng tại địa phương. Công chăm sóc ít, đầu ra được đảm bảo, cây dông riềng đã góp phần giúp đời sống bà con vùng cao Quảng Trị phát triển từng ngày. Bắt đầu trồng cây dông riềng từ năm 2012 với sự hỗ trợ giống của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337. Hơn 10 năm nay, năm nào gia đình anh Hồ Văn Hơm ở thôn Sari, xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa cũng thu được từ 15 đến 20 tấn dông riềng mỗi vụ với trung bình năng suất một sào từ 1 đến 1,5 tấn. Củ dông riềng được Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 bao tiêu sản phẩm với giá trung bình từ 2.000 đến 2.500 đồng một kg. Thu nhập ổn định từ cây dông riềng đã giúp gia đình anh ổn định cuộc sống. Năm nay, cây dông riềng được mùa. Như năm xào của gia đình tôi dự kiến thu được hơn 5 tấn củ. Có bên Đoàn Kinh tế thu mua toàn bộ nên gia đình không phải lo lắng về đầu ra. Công chăm sóc thì ít, cây cũng ít sâu bệnh nên năm sau tôi sẽ tiếp tục trồng cây dông riềng. Toàn xã Hướng Phùng có hơn 90% là người đồng bào Vân Kiều, Pa Co sinh sống. Cuộc sống còn nhiều khó khăn. Tại đây hiện có hơn 60 hộ trồng cây dông riềng, tập trung ở các thôn Sari, Giang, Bục Việt, Malay, Bùn với tổng diện tích hơn 15 hectare. Mạnh dạn chuyển đổi diện tích nương rẫy không hiệu quả và các vùng đất nằm ven sông, ven suối. Cây dông riềng từ nhiều năm nay đã góp phần tạo công ăn việc làm, giúp cải thiện đời sống bà con, nhân dân tại đây. Đã được sự hỗ trợ của Đoàn Kinh tế Quốc phòng 337 trong thời gian vừa qua cũng hỗ trợ về giống cũng như là kỹ thuật giúp cho người dân trong vậy đó. Đến hiện nay thì cây dông riềng trên địa bàn xã trong năm niên vụ này là 20 ha, thì năng suất bình quân thì 30 đến 30 tấn, giá là 2.500. Thì sản phẩm làm ra đến đâu thì công ty xây dựng của Đoàn là thu hoạch đến đó. Cùng với các loại cây chủ lực là sắn, cà phê, cây dông riềng đang là một trong những loại cây trồng thích hợp để người dân Hướng Phùng có thêm sinh kế, cải thiện thu nhập, góp phần vào công cuộc xoa đói giảm nghèo của địa phương. Bắt nhịp với xu hướng phát triển nông nghiệp hiện đại, nhiều nông dân ở tỉnh Quảng Ngãi đã mạnh dạn đầu tư nhà kính ứng dụng công nghệ cao để trồng hoa, qua đó đã góp phần mang lại hiệu quả kinh tế ổn định. Khác với phương thức canh tác truyền thống, đưa hoa treo vào trồng trong nhà kính giúp chủ vườn hoàn toàn chủ động được quy trình trồng, chăm sóc mà không phụ thuộc vào yếu tố thời tiết. Nông dân trồng hoa quanh năm, tỷ lệ cây sống cao, hoa nở đồng đều, thu hoạch đồng loạt. Những năm qua, nhiều hộ trồng hoa trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động chuyển đổi diện tích trồng hoa theo hướng truyền thống ngoài trời sang trồng hoa có mái che, ứng dụng theo công nghệ nhà màng, nhà lưới. Theo tính toán của các chủ vườn, mỗi hecta trồng hoa theo hướng thâm canh, ứng dụng công nghệ cao có thể mang lại cho người trồng doanh thu từ 800 triệu đồng đến 1 tỷ đồng trên một năm, lợi nhuận khoảng 500 triệu đồng trên một hecta mỗi năm. Trồng hoa trong điều kiện nhà kính, nhà lưới, nhà màng có mặt ưu điểm là tránh được các yếu tố bất lợi của điều kiện thời tiết như mưa to, gió lớn, thời tiết quá nắng nóng, v.v. và ngăn chặn các đối tượng côn trùng xâm nhập gây hại, từ đó giảm việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ. Bên cạnh đó, nâng cao phẩm cấp của hoa và sự đồng đều của sản phẩm. Trồng, chăm sóc hoa trong nhà kính, nhà lưới theo công nghệ cao đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Nông dân nâng cao thu nhập, kinh tế nông thôn phát triển bền vững. Nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tỉnh Ninh Thuận thành lập 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành về việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh. Cụ thể, tỉnh Ninh Thuận sẽ thành lập 3 đoàn thanh kiểm tra liên ngành do các sở Y tế, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Công thương chủ trì và các đoàn của các huyện, thành phố. Các đoàn kiểm tra liên ngành sẽ tiến hành thanh tra kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, chế biến thực phẩm theo phân cấp quản lý, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông về vệ sinh an toàn thực phẩm cho nhà quản lý, người sản xuất kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời công khai các trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thời gian triển khai kế hoạch từ ngày 20 tháng 12 năm 2022 đến hết ngày 20 tháng 2 năm 2023. Thưa quý vị và các bạn, sau hàng chục năm hoạt động, chợ Công Hải ở xã Công Hải, huyện Thuận Bắc đã xuống cấp, gây ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo. Trong điều kiện ngân sách còn hạn chế,
Ủy ban Nhân dân xã Công Hải đã kêu gọi xã hội hóa nâng cấp chợ. Tuy nhiên, qua khảo sát, chi phí nâng cấp rất lớn, nên nhà đầu tư không mặn mà với việc cải tạo, nâng cấp chợ. Do đó, tình trạng ô nhiễm môi trường ở chợ Công Hải chưa được khắc phục. Khu vực bán thực phẩm sống của chợ Công Hải. Nước mưa cộng với nước thải từ việc sơ chế cá ứ động lâu ngày, bốc mùi hôi nồng nặc. Lối đi giữa các quầy hàng phải lót gạch để bước qua vì nước ngập quá bàn chân. Ô nhiễm trầm trọng nhưng hoạt động buôn bán vẫn diễn ra bình thường. Cuối nắng mùa này đầu mùa mưa còn đỡ, mùa nắng lại đầu nước nó đọng lại. Qua hàng chục năm hoạt động, hạ tầng chợ Công Hải đã xuống cấp, hệ thống thoát nước gần như không còn hoạt động. Chợ lại nằm ở vùng trũng nên cứ mưa là nước dồn về. Nước mưa trộn lẫn với chất thải không thoát được nên ô nhiễm càng thêm trầm trọng. Thì mưa nó nghẹt, nó không có thoát nước được thì bùn đồ nó nghẹt lại thì họ đi chợ không được thì họ ý kiến. Nước nhiều lắm, nó ngập nhiều lắm, bùn nó chảy tràn lan ra hết luôn. Bữa nay em không có cho họ múc nước vào nữa, họ trưa lại họ bán xong rồi họ gánh đi xuống kia họ đổ. Để giải quyết ô nhiễm, Ủy ban Nhân dân xã Công Hải đã kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư nâng cấp chợ theo hình thức xã hội hóa. Thế nhưng, chủ trương này không dễ thực hiện. Do cả chợ chỉ có 32 tiểu thương đăng ký kinh doanh, nên thời gian thu hồi vốn của nhà đầu tư rất dài. Do đó, chủ đầu tư và tiểu thương chưa tìm được tiếng nói chung trong việc nâng cấp cải tạo chợ Công Hải. Ủy ban Nhân dân xã Công Hải cũng đã lên phương án tìm vị trí khác để xây dựng chợ mới, nhưng phương án này cũng không khả thi. Cái vướng lớn nhất của cái chợ hiện nay chưa đẩy nhanh cái đầu tư là vì cái tiểu thương của chợ thì nó quá ít so với lại cái nguồn vốn đầu tư và cái thời gian thu vốn của cái nhà đầu tư. Và ủy ban cũng đã tạo điều kiện để cho cái nhà đầu tư họ về để họ đầu tư nâng cấp cải tạo lại cái chợ trên cái nền chợ cũ. Và trước mắt là nhà đầu tư cũng đã về khảo sát thiết kế cái đường ống thoát tạm thời để tránh cái ô nhiễm môi trường tại khu vực chợ. Ô nhiễm môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm không đảm bảo đang là thực trạng tại chợ Công Hải. Tiểu thương và người dân sống xung quanh chợ bức xúc đã nhiều năm. Trong khi chờ Ủy ban Nhân dân xã Công Hải tìm ra lời giải cho bài toán này, thì tình trạng ô nhiễm ở chợ Công Hải ngày càng trầm trọng hơn. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 18 giờ hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Ninh Thuận. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Sau đây là những thông tin dự báo thời tiết.